Câu cá đu xin chào quý vị các bạn. Thì hôm nay tiện thể có anh Trường đặt ba cái thuyền câu một cối thế hệ mới của câu cá đu, thì mình làm video này hướng dẫn cho các bác luôn về cái sản phẩm này, cũng như chia sẻ luôn cho các bác về thuyền này. Thuyền này thì thuyền công nghệ mới này, là thuyền một cối. Trước khi bên mình gửi đi đều test tất cả sản phẩm trước xem có chạy, có ổn định không, có đều không, hay là có gặp tình trạng gì không. Thì sản phẩm đều có đã tặng pin rồi nhá, tặng pin để lắp, cũng như là thuyền đã có pin rồi. Các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra hàng, yêu cầu bưu tá cho kiểm tra hàng và test thử xem thuyền nào thì mới nhận hàng nhá, và lúc đấy mới thanh toán nhá, nên yên tâm. Đó, mình sẽ lấy cái thuyền này khác, thuyền này test chưa, đợi bạn test cho chuẩn. Thuyền này chưa test luôn không? Ai biết. Cái này vừa em mới test chưa. Chưa. Đó, mình sẽ để đây, mình sẽ test luôn một cái. Một cái thuyền nó sẽ kích thước đó, nó sẽ là 50 này, 50, 25 và 20. Thì thuyền cối này đựng được 1 cân nhá, 1 cân cá, 1 cân các thứ ở đây. Thì khi chúng ta lắp pin vào để chúng ta test thì chúng ta có thể lắp vào trực tiếp vào đây, thì đèn sẽ hiện lên, như pin sẽ ở đây, công tắc đây. Đó, và khiển đây, khiển này thì đều có pin tặng sẵn rồi. Thì mình test rồi thì thường thường là pin cũng sẽ để luôn ở trong cái khiển này nhá. Khiển này là khiển một tay nên là nó sẽ dễ dàng cho các bác điều khiển hơn, cũng như vừa chúng ta vừa đi câu mà chúng ta vừa khiển nó dễ dàng hơn, và có chức năng ấy, tự động luôn. Đó, các bác nhìn hai điều khiển này. Đấy, ấn lên là cả hai máy đều chạy. Còn ấn một sang một bên thì một cái bên chạy thôi. Còn chúng ta muốn chạy tự động thì chúng ta ấn ở giữa này. Ấn ở giữa này sẽ tự động chạy. Đó, thì rất đơn giản thôi. Đó là thuyền công nghệ mới nên là điều khiển nó rất dễ. Còn vấn đề mà đổ ấy, đổ thì chúng ta ấn. Đó, ấn sang trái, sang trái là tự bật. Khi chúng ta lắp vào, chúng ta lắp này vào thì nó lại thành được khi chúng ta đổ mồi vào đây. Một thuyền này thì màu dàn di, giá là 2.050.000, bên mình bảo hành 6 tháng nhá. Đó. Đó, mình test cũng đơn giản thôi, thì các bác về nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra hàng cẩn thận, bên mình còn bảo hành 6 tháng nữa, các bác yên tâm. Đó, bác Trường này thì mua của mình mấy cái rồi, thì hôm nay có mua hộ bạn bè, vì sản phẩm mình sản phẩm chất lượng nên là bác quay lại bác mua nhiều hơn.